Tối ngày 20 tháng 5, Nhã Phương đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật thân mật, ấm cúng cùng bạn bè, và Trường Giang chắc chắn là gương mặt không thể thiếu. Để chia vui với bạn gái, nam danh hài không chỉ tặng bánh kem cùng thổi nến mà hát tặng cho cô những bài hát trữ tình lãng mạn. Bữa tiệc được diễn ra trong một quán ăn có cả dàn karaoke gia đình. Bạn bè của cặp đôi đã ghi lại nhiều hình ảnh selfie và clip ngắn trong ngày vui. Trong khi đó, fanpage của Nhã Phương cũng đã livestream lại không khí của bữa tiệc sinh nhật. Vì xuất hiện trong không gian riêng tư với bạn bè thân thiết nên Trường Giang, Nhã Phương đã không ngần ngại thể hiện tình cảm hơi nhiệt thành dành cho nhau. Trong khi nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân liên tục ôm chặt bạn trai không rời thì Trường Giang cũng khá nũng nịu trong vòng tay bạn gái. Thỉnh thoảng họ thoải mái hôn nhau liên tục trước mặt bạn bè. Đoạn livestream vừa được chia sẻ không bao lâu thì bị xóa khỏi fanpage Nhã Phương. Có lẽ do một phút vui chơi nhiệt tình mà cặp đôi quên rằng hình ảnh tình tứ của họ đã xuất hiện trên Facebook. Sau khi công khai tình cảm, Trường Giang, Nhã Phương xuất hiện tình tứ cùng nhau trong những sự kiện. Tuy nhiên họ vẫn chừng mực và còn khá e dè trước công chúng. Đây là lần đầu hiếm hoi cả hai tự nhiên hành động mùi mẫn nhất từ trước đến nay.